Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 19 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói thiếu nữ đội vòng vàng xuất hiện sau khi đám người Diệp Húc rời đi, đó chính là con gái của Lương Vương, tên là Lương Lạc Thi. Lương Vương có 10 đứa con, nhưng con gái thì chỉ có một, chính là quận chúa Thanh Châu, là hòn ngọc quý trên tay Lương Vương. 10 ca ca đối với nàng đều cực kỳ sủng ái, tùy ý cho nàng làm vậy. Lương Lạc Thi ngẫu nhiên phát hiện bên trong bách hoa cốc có một con hoa hồ điêu còn nhỏ. Loại hoa hồ điêu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, vô sĩ bình thường không phải địch thủ của nó. Hơn nữa, bên trong bách hoa cốc nguy hiểm trùng trùng, yêu thú khắp nơi. Nếu như trắng trận tiến công bách hoa cốc, nhất định sẽ chết rất thảm trọng. Nàng cũng không làm lớn chuyện, e sợ cho thượng cổ dị thú này bị người khác đoạt đi, liền âm thầm sai người dụng độc xà trùng làm mồi dụ, đem hoa hổ điêu dẫn ra khỏi bách hoa cốc. Sau đó xuất lĩnh vô sĩ đem nó vây lại, bước đến ngọn tiểu sơn này. Lương Lạc Thi nuôi dưỡng một đầu kim điêu đã tu luyện thành yêu, lại lệnh cho đầu kim điêu này ở trên không giám thị hướng đi của hoa hồ điêu. Răng ra thiên la địa võng, mắt thấy liền có thể bắt được hoa hồ điêu rồi, không nghĩ tới chẳng những hoa hồ điêu rơi vào bàn tay người khác, thậm chí đến cả kim điêu của nàng cũng không giải thích được mà chết thảm. Trong nội tâm thật sự là nổi giận. Những người này đi Thanh Châu sao? Lương Lạc Thi mặt lạnh như xương, cười lạnh mà nói. Hơn phần nữa là vô sĩ đến mừng thọ cha ta rồi. Thật to gan, ngay cả thứ mà ta nhìn chúng cũng dám đoạt sao? Những người này đáng chết mà. Lương Vinh, phái người tìm kiếm cho ta, cho dù đem Thanh Châu đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho ra mấy tên lớn mặt kia, chém đầu thị chúng mới được. Rõ. Mười mấy tên vũ sĩ nhất tề hô lên một tiếng, hướng Thanh Châu rời đi. Bọn người Diệp Húc chưa đi đến được thành Thanh Châu thì đã gặp 5-6 lượt vũ sĩ vượt qua bên người họ, thẳng đến Thanh Châu mà đi. Những người này quần áo đẹp đẽ, quần ma oai vệ, có người thậm chí cưỡi yêu thú, sư hổ linh lộc, thiên kỳ bách quái. Này thiếu bảo, những người này có địa vị gì vậy? Sao ai nấy đều hiểu được cách sử dụng lồng nguyên khí vậy? Chu Thế Văn nhìn thấy những người này đều tế ra ngọc lâu của bản thân, ngọc lâu phủ xuống tạo ra lồng nguyên khí giống nhau bao bọc quanh thân, trong nội tâm không khỏi hồ nghi vạn phần. Phương Thần sắc mặt âm trầm nói, thiếu bảo, ngươi truyền thụ cho chúng ta 2 loại pháp môn, chắc không phải là thứ hàng vỉa hè ai nấy đều biết đấy chứ? Chu Thế Văn liên tục gật đầu, hắn nói, tuyệt đối là hàng thông thường rồi. Diệp Húc ho khan 2 tiếng, hắn cười. Hai vị thế huynh, tiểu đệ truyền thụ cho các ngươi pháp môn lồng nguyên khí chính là độc môn bí kíp của Diệp gia ta, tuyệt đối cùng bọn họ có chỗ bất đồng. Đột nhiên lại có hơn 10 tên vũ sĩ vượt qua bên người bọn họ, trong đó có một tên vũ sĩ trẻ tuổi quay đầu lại gắt gao nhìn thẳng Can Sải Giao, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, khen rằng, thật là một thất dị thú tuyệt hảo, như dao lại như long. Đại ca, con người này thần tuấn như vậy, cùng giao long không khác là mấy, giá trị lên thành, không bằng đoạt lấy hiến cho Lương Vương huynh đệ. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ được Lương Vương thưởng thức thôi. Vũ sĩ cầm đầu bọn này nhìn bốn phía một cái, phát hiện chỉ có một lão giả tại trên con đường này, hắn nhe răng cười nói, đoạt ngựa của bọn hắn, những người này còn có thể hướng Lương Vương vào cáo trạng, không bằng đem bọn họ giết sạch đi, chỉ để lại tiểu nương tử kia cho ca ca ta khoái hoạt vài ngày. Một tên vũ sĩ khác cười hăng hắc nói, mấy người kia nhìn qua liền biết là bọn nhà quê từ nông thôn tới rồi, tu vi cũng không cao lắm đâu, mặc dù giết bọn họ cũng sẽ không có người nào thay bọn họ xuất đầu đâu. Lời còn chưa dứt, hầu kết của hắn đột nhiên thừa ra một cái hỏa tiễn xuyên phá cổ của hắn. Lão thứ! Vũ sĩ cầm đầu giật giật khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên 2 cái xúc tu từ đâu xuất hiện, đâm rách cổ của hắn, thân thể lập tức khô quắt xuống. Còn lại hơn 10 tên vũ sĩ tức giận hét lớn, từng đạo quang mang chớp qua, mỗi người
đều tiến ra ngọc lâu của bản thân, lồng nguyên khí chụp xuống bảo vệ quanh thân rồi quát lên: "Giết sạch bọn họ, thay đại ca cùng lão tứ báo thù." "Còn bà nó chứ, lão tử trên đường đi bị Diệp Thiếu Bảo đả kích đến mức đã có tâm muốn chết rồi, một bụng hờn dỗi đây này, các ngươi tự tìm đường chết, vừa vặn dùng các ngươi chút giận vậy." Chu Thế Văn kiêu ngạo cười to, nhanh như hổ đói vồ mồi nhảy vào trong đám người nọ. Còn trái tim huyết ma sau lưng của Phương Thần thì thùng thùng nhảy lên. Tám cái xúc tu huy vũ đem một tên vũ sĩ xoé lên cắn nát lồng nguyên khí của hắn, sắc mặt lóe lên vẻ hồng nhuận rồi lập tức lại trở nên tái nhợt, liếm liếm môi: "Đã lâu không có hưởng qua hương vị của máu rồi. Hey, huyết ma nguyên hồn mà đói bụng thì hắn liền muốn hút máu của ta luôn." Hai người bọn họ một đường gặp được cao thủ, đều là những người cấp biến thái. Hơn nữa trên đường cùng với Diệp Húc giao thủ mấy chục lần, cũng thủy chung bị Diệp Húc áp chế. Bởi vậy tu vi hai người tuy tăng mạnh như vũ bão, nhưng thủy chung không cách nào hiển lộ rõ ràng ra thực lực của bọn họ cho được. Bây giờ gặp được những vũ sĩ này, lập tức thành quả nhiều ngày khổ tu của bọn hắn có thể được bày ra. Chu Thế Văn cùng Phương Thần giống như sói nhập bầy cừu, đại khai sát giới. So với Diệp Húc thì bọn hắn kém hơn một chút, nhưng mà so với những người này thì bọn họ hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Diệp Húc còn chưa tới kịp động thủ, hai người liền đem những người này giết sạch không còn một ai. Lão giả cách đó không xa dừng bước lại, đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy từng tòa ngọc lâu lần lượt nổ tung, hóa thành linh khí phân giải. Mấy thứ được chất chứa trong ngọc lâu cứ thế mà rầm rầm rơi xuống, chất đầy mặt đất. Lão thở dài nói: "Đáng thường thay, cho 12 huynh đệ Trịnh gia một đời ngang ngược, lại đắc tội với người không nên đắc tội, cướp bóc không thành, ngược lại phải chịu chết kìa." Lão giả này ở cằm có nuôi một chòm râu dê, còn dùng một sợi dây nhỏ buộc lại. Hiển nhiên hắn đối với chòm râu cực kỳ yêu quý. Niên kỷ tuy lớn nhưng mục quang sáng ngời, tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng là một vũ sĩ. "Ồ, lão trưởng xưng hô như thế nào vậy?" Diệp Phúc xa xa chắp tay lên tiếng hỏi. Lão giả kia tu vi không cao, nguyên khí giống như một vòng thái dương, hẳn là tu vi cố nguyên kỳ. Hắn làm ra vẻ nói: "Lão phu công dưng giảm, mấy tên tiểu bối các ngươi tu vi cũng không phải yếu, chính là ra tay quá ác rồi, không để lại lối thoát nào cả, sẽ là tổn thương thiên đạo." Lão đột nhiên nhìn thấy một con tàm trùng màu đỏ như máu nằm sấp trên vai của Diệp Húc thì sắc mặt biến hóa, vội vàng cười nói: "Nguyên lai các vị là cao hiền của Ngũ Độc giáo, tiểu lão nhân không biết thân phận của chư vị, có chỗ mạo phạm, đắc tội rồi." "Sao, Ngũ Độc giáo ư? Chẳng lẽ có quan hệ với việc ta tu luyện cổ trùng hay sao?" Diệp Húc nao hàm hồ mà thừa nhận. Lão giả công dương giảm kia càng thêm chứng thực ý nghĩa của mình, hắn thầm nghĩ: "Ngũ Độc giáo là xú danh của một ma giáo đất Lĩnh Nam, nghe nói đệ tử của giáo phái này tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, dùng người sống để tu luyện vô pháp, luyện chế vô báo. Bọn ác nhân này sao lại đến Trung Nguyên làm gì chứ? Chẳng lẽ cũng là tới chúc thọ lương vương hay sao? Bất quá tiểu cô nương bên cạnh có nuôi một con yêu thú, chẳng lẽ là người của Bách Khoa Cung ư? Kỳ quái, Bách Khoa Cung như thế nào lại ở cùng một chỗ với bọn Ngũ Độc giáo này vậy?" Lão vùng trộm liếc Tô Kiều Kiều, trong nội tâm thầm nói: "Có thể cùng tiểu ma đầu Ngũ Độc giáo ở cùng một chỗ, phòng chừng cũng là nữ ma đầu rồi." "Thiếu Bảo, lão tử phát tài rồi." Lúc này Chu Thế Văn đem di vật của Trịnh gia huynh đệ quét sạch, cao hứng mừng mừng lên tiếng nói: "Mấy cái tên này quả thực chính là xuất thân thổ phỉ mà, vàng bạc tài bảo tìm kiếm được quả thực không ít đâu, cũng không có thiếu tài liệu luyện chế vũ binh. Hề, đáng tiếc không có vũ binh thành phẩm. Mà này Thiếu Bảo, ngươi không có ra tay, những vật này không liên quan gì đến ngươi, tất cả đều là của ta và Tiểu Bạch Kiếm." Phương Thần thì liếm liếm môi cười nhạt một tiếng nói: "Hề, cướp bóc quả nhiên là phương pháp vơ vét của cải tốt nhất mà, không bằng thừa dịp đại thọ lương vương giết sạch những người đến chúc thọ, đoạt lễ của bọn họ, thuận tiện đưa cho lương vương một phần." Công Dương Giảm nghe nói như vậy thầm mắng một tiếng vô sỉ: "Đoạt lễ vật người khác muốn tặng cho lương vương, sau đó lại đưa cho lương vương một phần sao? Tiểu ma đầu của Ngũ Độc giáo này quả như là tâm ngoan thủ lạt, không thể nói lý được." Chu Thế Văn đột nhiên nhìn lão cảnh giác mà nói: "Lão như này là ai vậy, có cần thì thán luôn không?" Công Dương Giảm biết rõ người của Ngũ Độc giáo từ trước đến nay vốn vô pháp vô thiên, làm gì còn dám cậy già lên mặt, vội vàng cười nói: "Các vị lần đầu tiên tới Thanh Châu, có thể cần dẫn đường hay không?" Diệp Húc tâm niệm vừa động, huyết tàm bốn cánh bay lên từ đầu vai của hắn. Hắn cười nói: "Công Dương tiền bối chớ trách tội, sư huynh đệ chúng ta lần đầu xuống núi không biết quy củ của Trung Nguyên, đã có nhiều mạo phạm rồi." Công Dương Giảm nhẹ nhàng thở ra,
thì hắn so với tên Dâu Rậm bộ dáng như thổ phỉ và tên Ngũ Độc Tiểu Bạch Kiểm tâm địa độc ác kia thì dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Hắn vội vàng tiến lại gần Diệp Húc vài bước, thân cận mà nói: "Ta cùng với tiểu huynh đệ, người mới quen mà đã thân rồi, xưng tiền bối thật sự là khách khí. Tiểu lão nhân ta đây mặt dạn mày dày, xưng ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, người cũng không cần ngại ngùng, gọi ta một tiếng lão ca ca là được rồi. Nhà của ta ở cách Thanh Phong Lĩnh không xa, nói đến mức độ quen thuộc đối với Thanh Châu thì nếu ta nhận thứ hai, đảm bảo không có ai dám nhận thứ nhất đâu." Diệp Húc giờ khóc giờ cười, lão già này da mặt dày cũng đến mức đáng sợ. Bất quá, hắn lần đầu tiên tới Thanh Châu, đối với địa lý nhân văn, Thanh Châu hoàn toàn không biết gì cả. Công Dương Giảm tuy thực lực không cao, nhưng dù sao cũng là dân địa phương ở Thanh Châu này. Có hắn ở bên người sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Cũng có thể thông qua lão tìm hiểu một chút về thanh niên tài tuấn của Thanh Châu. "Thiếu bảo, ta đột nhiên nhớ ra, vừa rồi mấy người kia cũng biết pháp môn Ngọc Lâu Thu Vật thì phải." Chu Thế Văn sắc mặt âm trầm, mục quang bất thiện nói: "Ha, pháp môn mà ta truyền tự cho các ngươi nên tuyệt đối là có chỗ khác so với pháp môn mà bọn họ tu luyện mà." Diệp Húc kiên trì đánh chết cũng không nhận sai, vội vàng nói với Công Dương Giảm: "Công Dương lão ca, Thanh Châu này ngoại trừ Lương Vương phủ còn có thế lực nào khác hay không?" Công Dương Giảm đúng như lời hắn đã nói là địa đồ xa của Thanh Châu, đối với Thanh Châu rất tin tưởng, đi cùng với bọn Diệp Húc vào trong thành, miệng lưỡi liêu loát lên tiếng nói: "Hiện tại Lương Vương phủ đã xuống dốc rồi. Bất quá nói đến vị lão Lương Vương khai phủ kia thì đó mới là anh hùng chân chính, cả đời đi theo thủy hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập nhiều công huân hiển hách kìa. Lão Vương Phương công thành danh toại, đất phong Thanh Châu một thân tu vi tốc hành, đã luyện chế ra nguyên thai, quả thực là người trong thần thoại mà. Hôm nay Lương Vương phủ tuy đã xuống dốc rồi nhưng vẫn như trước sâu đến không thể dò xét được, tài cao thế lớn, thống trị 800 dặm địa giới xung quanh đây." Rồi lão nhìn ra bốn phía một cái, thấp giọng mà nói với giọng khàn khàn: "Bật quá, mấy tháng trước ta nghe được tin tức nho nhỏ có nói rằng có người đêm khuya mạnh mẽ xông vào Lương Vương phủ cùng Lương Vương ác chiến một hồi, đoạt đi thiên hương tục mệnh đan mà Lương Vương cất kỹ. Nghe nói viên thuốc này là bảo vật mà Bách Khoa Cung cung chủ tặng cho Lương Vương, có thể định được sinh tử của người ta. Đan dược này như có sinh mạng vậy, có thể nhìn thấy được bên trên bề mặt có một bạch y nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, sau khi uống vào cho dù bị thương nặng đến mấy cũng đều có thể khỏi hẳn. Lương Vương vì thế mà cực kỳ tức giận, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Thật đáng tiếc, không biết là ai đã hạ thủ." Diệp Húc cười nói: "Lương Vương phủ tuy xuống dốc nhưng dù sao cũng là trùng trăm chân, có chết cũng khó mà cứng được. Người này cứ nhiên dám xâm nhập vào Lương Vương phủ đoạt bảo, thật sự là thật to gan mà." Một đoàn người của bọn họ cũng không biết là đã khiến cho bao nhiêu người chú mục, đại đa số mục quang đều là rơi vào trên người của Can Sải Dao. Con ngựa này quả thực chính là một ác dao bốn chân, xích lân phủ khắp móng, móng ngựa cũng hóa thành long chảo, đầu hóa thành đầu dao, dữ tợn hung ác, tản ra một cỗ khí tức hung hãn mà chỉ man hoang dị thú mới có. "Diệp lão đệ, thất giao long mã này của ngươi đúng là đầu sọ gây chuyện mà, cứ như vậy dẫn đi thật sự là quá khoa trương rồi." Công Dương Giảm lắc đầu nói. Diệp Phúc cũng phát hiện bốn phía có không ít mục quang bất hảo, hắn lên tiếng: "Mấy ngày nữa chính là đại thọ của Lương Vương, còn có người dám ở trên địa bàn của Lương Vương động thủ hay sao?" "Đến nay thì Lương Vương phủ đã không còn lớn mạnh như trước nữa rồi, người dám ở trên đất Thanh Châu động thủ tuy không nhiều lắm thế nhưng cũng không phải là thiếu đâu." Công Dương Giảm thông thuộc như lòng bàn tay nói: "Bách Khoa Cung ẩn cư tại trong Bách Khoa Cốc cách đây không xa, Quỷ Vương Tông ở phía tây nam, đám yêu quái Đông Hải, những thế lực này cũng không thể để Lương Vương vào trong mắt đâu. Còn có một số thế gia nhỏ tuy rằng bên ngoài phục tùng Lương Vương thế nhưng Thanh Châu đã trở thành một miếng thịt béo ai cũng muốn cắn xé rồi, đương nhiên còn có Ngũ Độc Giáo của Diệp lão đệ các ngươi nữa kìa." Chu Thế Văn đã được Diệp Húc nhắc nhở, ha ha cười nói: "Nguyên lai danh khí của Ngũ Độc Giáo chúng ta lớn đến như vậy sao, uy danh vang rền như vậy sao?" Công Dương Giảm trừng mắt lướt thầm, trong nội tâm oán thầm nói: "Hừ, là xú danh vang rền mới phải, Ngũ Độc Giáo các ngươi danh khí lớn cũng không phải cao thủ nhiều mà là do ra tay ác độc, ngươi giết một mình ta giết ngươi cả nhà kìa." Mặc dù nói thì là như thế, thế nhưng dù sao hung danh của Ngũ Độc Giáo ít ai không biết, mà Công Dương Giảm ở Thanh Châu thì lại chẳng có chút nào căn cơ, tu vi lại không được cao, không quyền không thế, thường xuyên bị người khi dễ. Giờ phút này hạ quyết tâm phải giao hảo với bọn Diệp Húc ba người, ôm chặt đùi của Ngũ Độc Giáo. Diệp Húc tinh tế tự đánh giá một lát, tế ra Ngọc Lâu, đem Can Sải Dao thu vào trong Ngọc Lâu rồi thầm nghĩ.
đem can sải dao thu vào trong ngọc lâu. Hắn thầm nghĩ, Thanh Châu rồng rắn lẫn lộn, mà giờ phút này lại không có đại yêu cấp bậc cỡ Ưng Tiên Sinh ở bên cạnh thủ hộ, vẫn là chú ý một ít thì tốt hơn. Công Dương Giảm mang bọn họ đi tìm một cái khách sạn rồi đặt phòng, sau đó lại lập tức xuất môn dạo chơi bốn phía, quan sát phong thổ Trung Nguyên. Thanh Châu Trung Nguyên buôn bán so với Liễu Châu Việt Châu phát đạt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chủng loại kinh doanh lại là càng nhiều, trong đó có không ít cửa hàng chuyên môn mở ra phục vụ các vu sĩ, ngoại trừ tài liệu như ngọc thạch, thậm chí trực tiếp sản xuất đan dược, vu binh, vu pháp cùng tâm pháp, bất quá giá cả đắt đến nỗi khiến người ta phải tắc lưỡi không thôi. Cửa hàng lớn nhất ở Thanh Châu ta chính là Tụ Bảo Trai do Bách Khoa Cung kinh doanh, đồ vật bên trong bao la vạn tượng, giá cả cũng cực kỳ hợp lý. Công Dương Giảm đi đến trước mặt một tòa lầu cao lớn, cười nói, nơi này chính là Tụ Bảo Trai, trong đó thậm chí có sản xuất cả vũ bảo, bận quá không có bao nhiêu người mua được mà thôi. Diệp Húc một quang chớp động, trong nội tâm ngạc nhiên, sao đến cả vũ bảo cũng trở thành thương phẩm được sản xuất hay sao? Trung Nguyên quả thực là khác xa với kiểu lê của chúng ta mà, giàu có và đông đúc hơn nhiều. Thiếu bảo, người có lễ vật tặng cho Lương Vương nhưng chúng ta thì chưa có đâu, chi bằng đi vào chọn lựa một hai kiện đi. Chu Thế Văn đề nghị. Phương Thần gật đầu nói, cùng đi xem, nói không chừng có thể có đồ mà chúng ta cần kìa. Diệp Húc đang muốn đi vào trong Tụ Bảo Trai, đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến, chỉ thấy hơn 10 vu sĩ từ góc đường đi tới. Một vu sĩ có dáng vẻ đầu trộm đuôi cướp ở trong số bọn họ từ xa chỉ vào Diệp Húc quát lên, chính là đám tiểu tử này trộm đi ngựa của ta, Đinh tổng quản, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Một lão giả mặc bạch bào trong đám người đi ra, thẳng đi tới trước mặt đám người Diệp Húc, làm ra vẻ rồi nói, Đinh Hạo, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, ngươi nói vị tiểu ca này trộm ngựa của ngươi có nhân chứng vật chứng gì không? Mấy người chúng ta có thể làm chứng. Hơn 10 vu sĩ sau lưng Đinh Hạo đồng ý một lòng, cười lạnh mà nói, chính là đám tiểu tặc này, bọn chúng cùng 3 người khác trộm đi giao long mã của Đinh Hạo. Tổng quán, bọn họ hành sự tuy bí mật nhưng không may là đã bị bọn ta nhìn thấy hết thảy, chi bằng bắt bọn họ trả ngựa lại cho bổn môn, tiếp đến thì lại hung hăng giáo huấn một trận. Cư nhiên dám trộm ngựa của Đinh gia ta, thật sự là to gan lớn mật mà. Đinh Hạo lòng đầy căm phẫn kêu lên, thất gia long mã này từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, sinh sống vài chục năm rồi, tình như thủ túc chân tay kìa. Đinh tổng quán, ngươi phải làm chủ cho ta, nghiêm trị mấy tên ác tặc này, đoạt lại ngựa của ta. Diệp Húc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, chỉ thấy một số vũ sĩ ở xung quanh thấy thì đều dừng lại vây xem, số người càng ngày càng nhiều, lại không ai chịu ra mặt vì bọn họ, ai nấy khoanh tay trước ngực đứng ngồi bên cửa lạnh, nghiêm nhiên một bộ dáng háo hức chờ xem náo nhiệt. Diệp Húc nghiêng đầu nhìn về phía Công Dương Giảm, thấp giọng mà nói, Công Dương lão ca, những người này có địa vị gì vậy? Công Dương Giảm có đầu rụt cổ, dùng mình một cái thấp giọng lên tiếng, bọn họ là Đinh gia ở phía đông Lạc Thành, là một vua hoang thế gia, tuy thế lực không bằng Lương Vương Phú thế nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Diệp lão đệ à, ta đã sớm nói với ngươi thất giao long mã này quá mức khoa trương mà, hôm nay rốt cục cũng có chuyện rồi, bọn họ rõ ràng khi dễ ngươi là người bên ngoài muốn cướp của ngươi kìa. Ồ, Công Dương Giảm, hóa ra là ngươi. Vị Đinh tổng quản kia lúc này mới chú ý tới lão, cười lạnh lên tiếng, lão Sơn Dương, ta nghe Đinh Hạo nói ngươi cũng chứng kiến mấy tên tiểu tử này trộm ngựa, ngươi tới nói cho mọi người nghe đi, là ngựa của ai vậy? Công Dương Giảm rụt đầu lại, mục quang trốn tránh. Đinh tổng quản ép sát về phía trước một bước, quát lên, còn không mau nói, lão tử liều mạng. Công Dương Giảm trong lòng hạ quyết tâm muốn ôm chặt đùi của Ngũ Độc Giáo, đột nhiên cắn răng cao giọng nói, Đinh lỗi, các ngươi gặp lợi nảy lòng tham, đơn giản là thấy mấy vị tiểu ca này là người nhà quê, tính toán cưỡng chế đoạt ngựa, cần gì phải tìm nhiều lý do lý chấu như vậy. Đinh tổng quản sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Công Dương Giảm này ở Thanh Châu nổi danh nhu nhược, ngày bình thường chỉ biết đóng giả đầu to, lừa gạt một số khách nhân bên ngoài đến lấy ít tiền tài, gặp được những thế gia đệ tử như bọn họ liền như chó vẫy đuôi mừng chủ, mặc cho người khi nhục, hôm nay ăn tim gấu gan báo rồi hay sao mà lại dám trực diện chống đối với hắn như thế này đây? Lão Sơn Dương, ngươi không muốn sống nữa rồi hay sao? Mục quang của đệ tử Đinh gia âm trầm, ai nấy cũng quát mắng xông tới. Công Dương Giảm dùng mình một cái, vội vàng trốn ra sau lưng của Diệp Húc, thấp giọng mà nói, Diệp lão đệ, vũ sĩ của Đinh gia, vũ sĩ Đinh lỗi chính là tổng quản nội phủ của Đinh gia, không lôi chức tu vi đã đạt tới dung nguyên cảnh, đại nhập như luân, khắp rượu quanh thân kia rất là lợi hại,
Không bằng chúng ta trốn vào trong tụ bảo trai trước đi. Tụ bảo trai là sản nghiệp của Bách Khoa Cung, bọn họ không dám nháo sự đâu. Diệp Húc tinh tế dò xét vị đinh tổng quản này, quả nhiên chỉ cảm thấy nguyên khí của hắn cực thịnh, giống như có một vòng mặt trời rực rỡ cực đại bao phủ quanh thân, chiếu rọi khắp cả người, khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn mỉm cười nói: người ta ngăn ở cửa ra vào của tụ bảo trai, chúng ta chẳng lẽ lại muốn trốn ở bên trong cả đời hay sao? Công Dương Giảm ngẩn ngơ thầm nói: ít nhất cũng còn hơn là chết ở chỗ này. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ: Can Sải Dao hiện giờ đã hóa dao rồi, xác thực quá khoa trương, không biết bị bao nhiêu người nhìn trúng, cũng đã có kẻ dục dịch muốn ta ra tay rồi kìa. Hiện tại có đinh gia đặt chuyện thêu dệt Vu Khống, nói không chừng đợi tí nữa lại nhảy ra một lục gia nào đấy ở nông thôn, chi bằng dùng thủ đoạn phi thường tại Thanh Châu lập uy, khiến những người này phải thấy kinh sợ đến tận tâm can, khiến cho bọn họ từ nay tuyệt đối không dám đến khiêu khích ta nữa kìa. Nghĩ tới đây, Diệp Húc mỉm cười tế ra Ngọc Lâu, thả Can Sải Dao ra rồi cười nói: đinh gia, các người đã nói như vậy thì đây là ngựa của các ngươi, thế thì liền dắt đi thôi. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, nếu như không trả lại cho ta thì tất cả các ngươi không kẻ nào còn được phép sống sót nữa đâu. Đinh Hạo mừng rỡ, vội vàng bước nhanh về phía trước, thân thủ chộp về phía Can Sải Dao. Chỉ nhìn theo tay của hắn đột nhiên tức giận ngâm lên một tiếng, chiếc miệng rộng của Can Sải Dao nhanh chóng như thiểm điện há ra, răng rắc một tiếng nuốt luôn cả người Đinh Hạo. Nó ngửa đầu hất lên ngon lành, nuốt chửng Đinh Hạo vào trong bụng, hung ác đến cực điểm. Người của Đinh gia ngẩn ngơ tại chỗ, đến cả nửa ngày sau cũng không thốt lên được lời nào. Chu Thế Văn cười lạnh mà nói: quả nhiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà, rất thân mật đó nha. Phương Thần châm chọc khiêu khích nói: thân mật đến nỗi được nó nuốt luôn vào bụng rồi, Đinh gia nuôi ngựa sắc thực rất có một tài năng riêng. Mọi người vây xem âm thầm lắc đầu, một người trong đó khẽ cười mà lên tiếng: thật đúng là người trẻ tuổi tầm cao khí ngạo, hôm nay đắc tội với Đinh gia còn làm chết người của họ thì cách cái chết cũng không còn xa nữa rồi. Đáng tiếc thất giao long mã này lại phải rơi vào trong tay của Đinh gia, sớm biết như thế ta liền xuất thủ trước rồi. Đinh Lỗi sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời cười to oán hận rồi nói: hảo hảo, các ngươi đây là tự tìm đường chết mà. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong miệng hắn tựa hồ nhiều thêm một kiện đồ vật, theo cổ của hắn với tốc độ cực nhanh lao về phía dạ dày. Đinh Lỗi sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động nguyên khí chấn áp, lại ở đâu mà chấn áp được nữa đây. Chỉ thấy lồng ngực hắn đột nhiên vỡ ra, từ đó chui ra một con sâu màu đỏ như máu, gặp gió liền bành trướng trở nên to như cái trống, vỗ cánh ong ong bay lên, miệng há to cắn về phía hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bằng một cái chớp mắt liền nuốt gọn luôn cao thủ dung nguyên kỳ này vào trong bụng. Đây cũng là tự hắn tìm đường chết, chỉ lo tranh tiếng bày chuyện Vu Khống, không có tế ra Ngọc Lâu phóng thích lồng nguyên khí, bởi vậy đã tạo thành chỗ trống cho huyết tàm bốn cánh chui vào, nhất cử lấy luôn cái mạng già của hắn. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, huyết tàm bốn cánh như thiểm điện bay về phía những người khác của Đinh gia, bốn cánh như đao cấp tốc bay một vòng, sau đó lập tức đậu lên trên đầu vai của hắn. Diệp Phúc ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bốn phía xung quanh rồi lành lạnh cười: đây là kết cục của kẻ lắm miệng còn dám chọc vào Ngũ Độc giáo ta, ta liền yên diệt cả nhà ngươi. Vừa dứt lời, đầu của 10 gã đệ tử Đinh gia này từ trên cổ từ từ rơi xuống, thi thể nhất tề ngã dầm xuống mặt đất, bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ. Thiếu Bảo, không cần phải lãng phí. Phương Thần âm trầm cười, sau lưng trái tim huyết ma hiện ra, tám cái xúc tua chiêm chiếp gọi bầy, thừa dịp khí huyết của thi thể còn chưa chảy hết, lại đem những thi thể này một lần nữa đập cho nát bét, hấp huyết để duy trì sự trưởng thành. Diệp Phúc xoay người sang chỗ khác, cười ha ha với Công Dương Giản, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói: Công Dương lão ca, hiện tại thanh tỉnh hơn nhiều rồi, chúng ta có thể vào tụ bảo trai dạo một vòng rồi chứ. Dứt lời, hắn liền đi nhanh vào trong. Tiểu Bạch Kiếm, người cũng là lãng phí rồi. Chu Thế Văn con mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy sau khi người của Đinh gia chết hết thì Ngọc Lâu đều tự phân giải. Vũ sĩ Trung Nguyên phần lớn đều hiểu được cách vận dụng Ngọc Lâu, thường đem những thứ tốt nhất của mình tìm được cất ở trong Ngọc Lâu. Người của Đinh gia sau khi chết đi thì đồ vật được cất kỹ trong Ngọc Lâu đều rầm rầm mà rơi xuống đất. Lúc bấy giờ, mọi người chỉ thấy tráng hán râu rậm kia nhanh chóng đem tất cả chiến lợi phẩm hết thảy mà thu vào trong Ngọc Lâu của chính hắn, mặt mày mừng rỡ hớn hở, sau đó quét mắt nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt nhìn mọi người chẳng khác gì như đang nhìn một bảo khố di động, hận không thể giết hết tất cả bọn họ. Công Dương Giảm ngây người ra đến nửa ngày,
Sau khi bọn Tô Kiều Kiều, Chu Thế Văn đi vào tụ bảo trai hồi lâu, hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhìn đống thi thể đầy trên mặt đất, không khỏi dùng mình một cái, cuống quýt mà đi vào theo, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ một tiếng may mắn. Thật may mắn, ta lần này cuối cùng cũng ôm đúng đùi rồi, bất quá cũng triệt để đắc tội với toàn bộ Đinh gia luôn. Nhưng ở trước mặt Ngũ Độc Giáo thì Đinh gia tính là cái rắm gì chứ? Lúc trước hắn sở dĩ cùng Diệp Húc thân cận là vì thấy Chu Thế Văn cùng Phương Thần thật sự hung tàn, chỉ có Diệp Húc hào hoa phong nhã, tương đối dễ nói chuyện, không nghĩ tới thiếu niên này động thủ so với hai người kia còn hung ác hơn gấp trăm lần, vừa ra tay liền tiêu diệt hơn 10 vũ sĩ của Đinh gia, không lưu lại mạng cho bất cứ kẻ nào. Thiếu niên này chính là một đầu ác hổ đang say ngủ, khi nhắm mắt nằm yên thì nhìn có vẻ nhu nhược, rất dễ bắt nạt, đến khi mở to mắt ra thì chính là muốn ăn thịt người, bộc lộ bộ mặt hung ác kìa. Công Dương Giảm âm thầm đánh giá lại Diệp Húc, theo đám bọn hắn đi vào trong tụ bảo trai. Bên ngoài tĩnh lặng trong chốc lát, đến lúc này mới truyền đến tiếng nghị luận ong ong. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Đinh Lỗi tu vi đã đạt tới dung nguyên kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền mất mạng tại chỗ một cách khó hiểu, đến cả hài cốt cũng không còn. Đám đệ tử kia của Đinh gia bị chết lại càng oan, bị huyết tà bốn cánh bay qua, còn không biết là chuyện gì xảy ra, đầu liền rơi khỏi cổ, thậm chí đến thi thể cũng không được buông tha, bị thiếu niên mặt tái nhợt kia dùng một loại vô pháp âm độc hút hết khí huyết. Trong phương viên 800 dặm quanh địa giới Thanh Châu, vu sĩ tu luyện cổ trùng ít lại càng ít, nhưng cũng không phải là không có, mà đem cổ trùng luyện được đến mức quỷ dị như thế này, bá đạo như thế này, bọn họ còn là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Những người vừa rồi còn mang tham niệm đối với can giải dao càng là dùng mình ớn lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình không có xuất thủ trước. Nếu không giờ phút này kẻ phải chết thảm rất có thể chính là bọn hắn. Ngũ Độc Giáo, thật là Ngũ Độc Giáo mà. Khó trách mấy thiếu niên này lại kiêu ngạo bá đạo như vậy, chỉ là vu sĩ bổ nguyên kỳ tu vi thấp kém mà lại dám dắt dao long mã đi lại trên đường cái không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là có Ngũ Độc Giáo làm chỗ dựa ở sau lưng. Đình Lỗi bị chết thực oan, nếu như hắn đừng có lắm lời là nhại mà tế ra Ngọc Lâu buông xuống lòng nguyên khí thì thiếu niên kia có muốn giết hắn cũng căn bản là không có khả năng rồi. Trở tay giết mấy tên tiểu ma đầu Ngũ Độc Giáo này cũng là dễ như trở bàn tay thôi. Người thật là thối. Nếu như Đinh Lỗi biết rõ bọn chúng là đệ tử Ngũ Độc Giáo, hắn còn dám động thủ hay sao? Hạng bá đạo như Ngũ Độc thì tiêu diệt Đinh gia Lạc Châu mới là chân chính dễ như trở bàn tay. Đinh Lỗi lo mà dập đầu nhận tội với người ta còn không sai biệt lắm kìa. Đột nhiên tiếng vó ngựa lục cục truyền đến, bảy tên kỵ sĩ theo nhai đạo chạy tới, từ xa đã quát lớn: đang lúc đại thọ của Lương Vương, người nào dám ở Thanh Châu làm càn vậy? Mọi người vội vàng lẩn đi. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, bàn tay thoáng động, lăng khâng chụp ra một chảo, năm đạo nguyên khí giống như đại mãng tung lấy một người, lôi đến trước ngựa quát lên: rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn những thi thể nằm dài trên mặt đất trước tụ bỏ chai, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Cái tên xem nó nhiệt xui xẻo kia đánh bạo đem ngọn nguồn sự tình từ đầu chí cuối kể lại một lần rồi kêu lên: Hiên Tùng Thế Tử, việc này không liên quan gì đến ta cả, đều là do mấy tên thiếu niên của Ngũ Độc Giáo làm. Thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ này đúng là thế tử của Lương Vương Phủ, bài danh thứ 3, tên là Lương Hiên Tùng. Phất tay ném hắn đi, trầm ngâm một lát, âm thầm cảm thấy đau đầu. Đại thọ của cha ta cũng chỉ vì lễ tiết mà phát thiệp mời cho Lĩnh Lam Ngũ Độc Giáo, cũng không nghĩ tới là bọn họ có thể tới dự tiệc. Không ngờ bọn ma đầu này thật sự đến đây, vừa vào trong thành thì đã ra tay giết người, thực là vô pháp vô thiên mà. Tam thế tử, đệ tử của Ngũ Độc Giáo làm việc không kiêng nể gì cả, chúng ta phải làm gì đây? Đinh gia chết nhiều người như vậy, chỉ sợ khó mà nói công đạo với Đinh gia được. Một kỵ sĩ khác ở bên cạnh chính là thiếp thân thị vệ của Lương Hiên Tùng, phụ trách an toàn trên địa bàn Thanh Châu, cũng hiểu được chuyện thập phần khó giải, nên lúc này mới dò hỏi. Lương Hiên Tùng xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu vạn phần, cười khổ mà nói: còn có thể làm sao, chuyện này vốn chính là Đinh gia đối lý, tham lam giao long mã của người khác. Đệ tử Ngũ Độc Giáo không tìm người khác gây sự phiền toái cũng là đã cảm ơn trời đất rồi, bọn họ lại còn đi trêu chọc đám tiểu ma đầu này làm cái gì không biết, chết cũng là đáng đời. Phong cách xử sự của Ngũ Độc hắn cũng đã từng nghe đầy tai. Lúc trước có một đệ tử của Ngũ Độc Giáo ở Cù Châu chuyên đi bức hiếp thiếu niên thiếu nữ nhà lành, bị vu sĩ Cù Châu Mạc Gia làm thịt. Kết quả Ngũ Độc Giáo xuất động quy mô lớn, cương ngạnh, biến Vu Hoang Thế Gia Mạc Gia thành bình địa. Quả nhiên chính là phong cách xử sự: ngươi giết ta một người, ta diệt cả nhà ngươi. Lương Hiên Tùng cẩn thận suy tư một lát, nói với mấy tên thị vệ: lưu lại một người, những người khác theo ta trở về, bảo Kinh Giang Lâu chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi tí nữa mời mấy vị huynh đài Ngũ Độc Giáo dự tiệc.
Ngũ Độc Giáo dù sao cũng là môn phái ma đạo, nếu như là người trong chính đạo thì còn có thể nói lý lẽ với bọn họ được. Nhưng những người này lại nằm trong ma đạo, làm việc thì hung tàn, chỉ nên kết giao, không được đắc tội. Nói chuyện khách khí với bọn họ, yêu cầu bọn họ bán cho Lương Vương phủ ta cái thể diện, đừng có gây sự ở Thanh Châu nữa. Lúc này trong tụ bảo trai, Diệp Húc vừa mới vào cửa liền gặp một thiếu nữ trẻ tuổi chào đón, cười mỉm cười: "Các vị khách quan, mời đi theo ta." Nàng cất bộ nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường, tựa hồ căn bản không hề hay biết gì về chuyện Diệp Húc đại khai sát giới ở trước cửa của tụ bảo trai vậy. Vừa đi vừa nói: "Bên trong tụ bảo trai chúng ta có đủ loại thương phẩm, tỉ như đủ loại tài liệu luyện khí, luyện đan, rồi xích diễm tinh đồng thượng đẳng, bách luyện thiết, dược liệu hiếm thấy như cây trạng nguyên, thúy la thảo. Nếu như các vị thấy luyện chế vũ binh, đan dược phiền toái, cũng có thể trực tiếp mua sắm thành phẩm ở đây. Chúng ta ở đây còn có đủ loại tâm pháp, vũ pháp, trận pháp. Mỗi một cấp độ vũ pháp giá cả bất đồng, vũ pháp cao nhất cùng sở hữu 4 tầng liền, đủ để giúp vũ sĩ tu luyện tới 3 thai cánh." Chu Thế Văn cười nói: "Thế ở đây có sản xuất nữ nô không?" Cô gái kia sắc mặt lập tức lạnh băng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Công Dương Giảm run rẩy nói nhỏ: "Chu lão đệ, đệ tử của Bách Khoa Cung đều là nữ tử, hận nhất chính là đem nữ nhân trở thành hàng hóa kìa." Chu Thế Văn vội vàng lại dài chân đất, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ là nói đùa một chút thôi, cô đừng chớ trách vội." Cô gái kia sắc mặt hơi hòa hoãn lại, khẽ đáp lễ, hé miệng cười nói: "Không dám." Phương Thần hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hỏi: "Không biết các ngươi ở đây dùng cái gì để thanh toán vậy?" Cô gái kia cười nói: "Tụ bảo trai chúng ta không thu vàng bạc, chỉ lấy vật đổi vật thôi." Phương Thần a lên một tiếng nói: "Ừ, nên như thế." Vũ sĩ không hề coi trọng vàng bạc tài bảo, có thể rời khỏi pháp nhãn của bọn họ chỉ có tài liệu. Vũ binh, vũ bảo phục vụ cho việc tu luyện. Diệp Húc đột nhiên lên tiếng: "Trong cơ sở sản xuất tâm pháp có còn kiểu chuyển nguyên công hay không? Nếu mà có thì ta dùng vật này đến trao đổi." Tay hắn thoáng lắc một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Trong bảo châu lướt qua hình ảnh một quái ngư trọn đeo lồng: "Đông Hải giao nhân châu." Cô gái kia giật mình kinh hô một tiếng, trái tim thình thịch đập loạn, sắc mặt ửng đỏ như say rượu, vội vàng lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Các vị xin chờ cho một lát, ta đi thăm dò một phen xem trong kho có kiểu chuyển nguyên công hay không." Dứt lời liền quay sang một thiếu nữ duyên dáng mặc lục y khác, gọi to: "Thúy Thúy, người tới chiêu đãi các vị khách quý đây, ngàn vạn lần không được chậm trễ." Lục y thiếu nữ này từ phía trên đi lại, mỉm cười khẽ chào, đang muốn nói chuyện, mục quang giơ lên viên dạ minh châu trong tay Diệp Húc thì cái miệng nhỏ há hốc ra, một câu cũng nói không lên lời. Diệp Húc trong lòng buồn bực, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ dạ minh châu trong tay mình tên là Đông Hải giao nhân châu. Những viên dạ minh châu này hắn thấy chẳng qua chỉ là đồ chơi, giá trị thậm chí còn kém hơn một kiện vũ binh, không ngờ tới lại khiến cho thiếu nữ này si mê như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cũng mục quang si mê nhìn thẳng viên dạ minh châu này, đôi mắt như muốn mở đi. Những nữ nhân này chính là yêu mến những thứ có thể phát sáng rực rỡ sao? Diệp Húc lắc đầu, đem Đông Hải giao nhân châu nhét vào trong tay Tô Kiều Kiều rồi nói: "Kiều Kiều, viên này tặng cho ngươi." Tô Kiều Kiều bối rối lên tiếng: "Thiếu gia, như vậy quý giá như vậy ở chỗ ta còn có hơn 10 viên nữa này." Diệp Húc lại lấy ra một viên dạ minh châu khác, hắn cười nói: "Tô Kiều Kiều vui mừng vô hạn, vội vàng thu lại. Lục y thiếu nữ tên là Thúy Thúy kia thấy hắn đem dạ minh châu tiện tay tặng cho người ta, sau đó lật bàn tay lại xuất ra một viên minh châu khác thì đôi mắt lập tức trợn trừng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một đám thiếu nữ vây lấy một vị trung niên phụ nhân quần áo đẹp đẽ cao quý tới đại sảnh, chít chít động động mà lên tiếng nói: "Nghe nói ở đây có Đông Hải giao nhân châu phải không? Mau mau cho ta xem. Lần trước cung chủ đến làm khách ở chỗ Vạn Pháp Yêu Vương liền gặp được có người sản xuất loại bảo châu này, thật không ngờ lại bị bầy tiểu tiện nhân của Lạc Già Sơn đoạt trước một bước mua đi rồi, khiến cho cung chủ nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đánh cướp mấy tiểu tiện nhân kia kìa." "Đừng có ồn ào nữa đi, tự nhiên vứt hết thể diện của Bách Khoa Cung chúng ta rồi." Trung niên phụ nhân kia đầu lớn như cái đấu, khuôn mặt uy nghiêm mà quát lên. Các thiếu nữ vội vàng im miệng. Chỉ thấy phụ nhân kia đi thẳng đến trước mặt Diệp Húc, nhìn thấy bảo châu trong tay của hắn thì một quang sáng người, cười mỉm mà nói: "Vị sư đệ này có thể cho ta xem thử trước hay không?" Diệp Húc đưa Đông Hải giao nhân châu cho nàng. Phụ nhân kia dò xét một hồi, vui vẻ lên tiếng: "Quả nhiên là Đông Hải giao nhân châu." Đột nhiên hé miệng phun ra một đạo chân nguyên khí phóng tới minh châu. Chỉ thấy viên dạ minh châu này được chân nguyên của nàng làm dịu, lập tức liên tiếp bành trướng,
càng lúc càng lớn, nhìn cứ như một vầng trăng sáng cự đại lập lờ ở trên không trung. Hình thể của giao nhân ngư bên trong minh châu kia cũng lớn lên không ít, tiếp tục dao động trước ngọn đèn lồng bên trong hạt châu. Đèn lồng phát ra hào quang nhu hòa, trải qua ánh nước trong hạt châu chiết xạ chiếu rọi, lập tức cả tụ bào trai được chiếu rọi như long cung dưới đáy biển. Trong truyền thuyết, sáng chói rực rỡ, nghe hồng sặc sỡ, chập chờn sinh huy. Wow, thật là đẹp. Đám nữ hải tử của Bách Khoa Cung ngẩn ngơ tại chỗ, mục quang mê ly, lẩm bẩm mà nói. Quá, quá. Hoa hồ điêu chui ra khỏi mái tóc của Tô Kiều Kiều, ngọt ngào kêu lên với các thiếu nữ. Không có một người nào, không có một nữ hải nào quay đầu lại, lướt nó đến một cái. Điều này làm cho tên tiểu tử xưa nay dựa vào việc giả vờ ủy khuất đáng thương để được các thiếu nữ yêu mến, chịu đả kích nặng nề, mặt mày tái mét, hờn dỗi chui trở lại vào trong mái tóc của Kiều Kiều. Thiếu nữ vừa mới tiếp đón bọn người giật phúc kia bước nhanh từ bên trong đi ra, đến trước mặt trung niên phụ nhân kia rồi thấp giọng nói vài câu. Phụ nhân kia sắc mặt ảm đạm nói với giật phúc: "Thật có lỗi, trong tụ bảo trai của ta cũng không có tâm pháp của môn cửu truyền nguyên công này." Nàng dừng lại một chút, lại là vẻ mặt chờ mong, nàng cười nói: "Mặc dù không có cửu truyền nguyên công, thế nhưng chủng loại tâm pháp tương tự tụ bảo trai ta ngược lại lại có rất nhiều. Hơn nữa trong tụ bảo trai của chúng ta, những bảo vật khác cũng nhiều vô số kể, vũ binh các loại tài liệu quý trọng. Nếu như ngươi có thể lấy thêm ra vài viên Đông Hải giao nhân châu, cho dù là ngươi muốn đổi vu báo cũng được nữa kìa." Diệp Phúc trong lòng có chút thất vọng, lắc lắc đầu nói: "Những thứ như tâm pháp, tham thì thâm, còn vu báo thì ta còn chưa sử dụng được." Ý của hắn muốn nói mấy thứ như vũ binh gì gì đó hắn còn chưa để vào trong mắt. Phụ nhân kia cẩn thận suy nghĩ thì thấy đúng là như vậy. Đệ tử ngũ độc giáo luyện cổ vô cùng nhiều, cổ trùng có thể so với vũ binh, hơn nữa so với càng thêm thuận buồm suy gió. Chu Thế Văn cùng Phương Thần lướt nhau, hai người nói nhỏ: "Những viên dạ minh châu này thật sự có đáng giá như vậy hay không? Cư nhiên có thể đổi lấy bảo vật cấp vu bảo sao?" Phương Thần cũng không thể ngờ rằng sẽ có kết quả này, có chút buồn bực mà nói: "Ban đầu ở trong ngũ độc động phủ, thiếu bảo ra tay là nhanh nhất. Số dạ minh châu này có một nửa là rơi vào trong tay của hắn ta." Chu Đại Hồ Tử cũng buồn bực vô cùng. Lúc trước bọn họ trong ngũ độc động phủ không có tranh đoạt Đông Hải giao nhân châu, một nửa là sợ Diệp Húc hạ độc thủ với bọn họ, một nửa là không có đem những hạt châu này để ở trong lòng, cho rằng chỉ là đồ chơi, không nghĩ tới lại bị Diệp Húc chiếm được đại tiện nghi. Trung niên phụ nhân kia thu hồi chân nguyên, Đông Hải giao nhân châu dần dần nhỏ lại, bị nàng nắm ở trong tay, không hề đề cập tới chuyện trả lại cho Diệp Húc. Nàng cười nói: Các vị nếu không ngại, hay là đi dạo bốn phía xem thử, nó không chừng có thể gặp được cái gì đó hợp ý thì sao?" Dứt lời liền nháy mắt với thiếu nữ ở bên cạnh rồi thấp giọng nói: "Hầu hạ những vị khách quý này cho tốt vào, tìm một số vật phẩm khiến bọn họ có thể động tâm. Vô luận như thế nào đều phải lưu lại Đông Hải giao nhân châu này, nếu không ta hỏi tội mình ngươi." Diệp Phúc nghe thấy mấy lời này thì trong nội tâm cười thầm. Theo như hắn thấy thì Đông Hải giao nhân châu mặc dù cực kỳ thần diệu nhưng tác dụng không lớn, chẳng qua là công dụng công cụ chiếu sáng như trang sức mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra khoe khoang với người khác là cùng. Thiếu nữ nọ thè lưỡi cuống quýt dẫn một người Diệp Húc lên lầu. Nàng cười nói: "Các vị khách quý mời đi theo ta. Dưới lầu chỉ là một số đồ vật thô thiển dùng để trưng bày mà thôi, trên lầu mới là bảo vật của tụ bảo trai ta." Bọn Diệp Húc theo nàng lên lầu. Một thiếu nữ thấy công dưng giảm ngẩn ngơ tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, liền cười nói: "Lão gia tử, trên lầu thính." Công dưng giảm lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cuống quýt đuổi theo Diệp Húc, thầm nghĩ trong lòng: "Ta trước giờ đi vào tụ bảo trai, những nha đầu này của Bách Khoa Cung chưa bao giờ lướt qua ta lấy một cái. Loại địa phương như lầu 2 của tụ bảo trai chỉ mở ra đối với khách quý mà thôi. Ta chỉ nghe nói qua, còn chưa bao giờ có cơ hội đi vào. Hôm nay được các nàng gọi là lão gia tử mời đến đi, vẫn cứ là lần đầu tiên đấy. Những cô gái này mặc dù thường ngày đối với khách nhân nho nhã lễ độ, nhưng ngay cả cốt túy đều là một cỗ kiêu ngạo hừng hực. Hôm nay ăn nói khép lép cầu người cũng là lần đầu tiên luôn. Diệp lão đệ bọn họ không hổ là cao đồ của ngũ độc giáo, tài đại khí thô, đến cả ta cũng được thâm lây kìa." Diệp Húc đi lên lầu 2 của tụ bảo trai, lập tức một cỗ khí khắc nghiệt đập vào mặt. Chỉ thấy lầu 2 phân ra làm những gian phòng biệt lập, có một gian đặt rất nhiều những tủ kính. Trong mỗi một cái tủ kính là một kiện vu binh, hình thức thiên kỳ bách quái, khí tức khắc nghiệt là từ những vu binh này truyền đến. Chất lượng của những vu binh ở đây xác thực so với dưới lầu lại càng tốt hơn. Trong gian bảo khố này có vài vu sĩ ăn mặc đẹp đẽ quý giá đang xem hàng, tìm kiếm vũ khí thích hợp, hợp ý. Bên cạnh còn có một nữ đệ tử của Bách Khoa Cung đang tùy hành, giới thiệu đặc tính của vu binh. Vu sĩ có thể tiến vào nơi này để chọn lựa vu binh, thấp nhất cũng là cố nguyên kỳ,
thực lực mỗi người đều không thể khinh thường. Một nam tử mặc thanh y trong đó ngẩng đầu nhìn thấy một người Diệp Húc chú ý tới công dương giảm ở sau lưng Diệp Húc rồi khẽ nhíu mày không vui mà nói: Tiểu Ngọc Tế, tụ bảo trai của các ngươi từ khi nào thì bắt đầu buôn bán với cả ăn mày như vậy? Chẳng lẽ không sợ chỉ nhục đến danh đầu tự bảo trai của các ngươi hay sao? Thiếu nữ sắc mặt biến hóa nói: Tưởng công tử, mấy vị này là khách quý của tụ bảo trai ta, thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Vị tưởng công tử kia xôn xao một tiếng, mở ra chiếc phiến, khẽ phe phẩy rồi cười lạnh: Khách quý sao? Một người là lão sơn dương của Thanh Phong Lĩnh, mấy kẻ khác thì nhìn qua liền biết là bọn nhà giàu mới nổi từ nông thôn tới rồi. Người như vậy cũng là khách quý sao? Tiểu Ngọc Tế, tiểu đệ cũng là lo lắng ngươi bị người ta lừa thôi. Nhà giàu mới nổi sao? Phương Thần cũng bang một tiếng mở ra chiếc phiến, tư thái so với hắn yêu nhã gấp trăm lần, đạm nhạt cười mà nói: Vị huynh đài này, ngươi là đang nói chính mình hay sao? Khác với Chu Thế Văn có vẻ thô lỗ, cũng không giống với Diệp Húc trầm ổn đềm đạm, Phương Thần đọc qua đủ loại thi thư, xem qua rất nhiều điển cố ký tải, trong cử chỉ có một loại nho nhã phong lưu cực kỳ tự nhiên. Trên đường đi, Diệp Húc gặp phải những sự vật sự việc không biết, hắn đều có thể nói ra đại khái. Điểm này ngay cả Diệp Húc cũng không tránh khỏi cảm thấy bội phục mặc cảm. Nếu như so sánh một chút thì vị tưởng công tử kia lập tức có vẻ giống như một con dế nhũi tầm thường khó coi, thậm chí đến cả khách nhân khác cùng thiếu nữ tùy hành với hắn cũng phải ngước nhìn Phương Thần, ánh mắt sáng rực tinh quang. Chu Thế Văn cười ha ha nói: Cùng tiểu bạch kiểm đỏ mặt trắng, ngươi còn kém xa lắm. Tưởng công tử mắt lộ ra hung quang, gắt cao nhìn thẳng bọn họ, cố nén cơn giận dữ mà nói: Tiểu Ngọc Tế, kính xin ngươi đem cái loại người này, loại thất bát tao này đuổi ra ngoài đi. Thiếu nữ thản nhiên mà nói: Tưởng công tử, tụ bảo trai ta không chào đón ngươi, mời ngươi tự mình rời đi. Tưởng công tử ngẩn ngơ, tự hồ không tin được lỗ tai của chính mình vậy, vừa sợ vừa giận, hung ác mà nói: Một đám đàn bà tụ bảo trai các ngươi có thể ở Thanh Châu buôn bán, còn không phải là do tưởng gia ta chiếu cố các ngươi hay sao? Vì mấy tên nhà quê này cùng một lão lừa đảo, ngươi lại đuổi ta đi sao? Tụ bảo trai các ngươi có còn muốn tiếp tục mở cửa hàng ở Thanh Châu này? Thiếu nữ cũng nổi giận đùng đùng, phất tay áo ra, một cỗ nguyên khí lập tức đưa hắn xoáy lên, ném qua cửa sổ rơi xuống lầu, hừ lạnh mà nói: Đến cả gia chủ tưởng công nghĩa của nhà ngươi cũng không dám mạnh miệng với ta những lời như này, huống chi là ngươi, trở về mà thanh tỉnh lại đầu óc dùng cái đi. Dứt lời, thiếu nữ này phủi tay cười lạnh rồi nói: Tiện nhân, đừng có ép người ta ra tay như thế chứ. Mục quang của Diệp Húc lộ ra dị sắc, vị tưởng công tử kia thấp nhất cũng là tu vi của nguyên kỳ, không nghĩ tới ở trước mặt thiếu nữ này thì ngay đến cả năng lực hoàn thủ cũng không có, có thể thấy được tu vi của nàng rất cao. Ánh mắt của hắn lợi hại, sớm đã nhìn ra vị này dùng một loại thủ pháp cực kỳ kỳ lạ để ném tưởng công tử ra bên ngoài. Nguyên thần nhảy vào trong cơ thể của hắn, hoàn toàn áp chế nguyên khí nguyên thần của hắn, sau đó xem vị tưởng công tử này như vu binh mà tiến lên rồi ném ra cửa sổ. Bạch Hoa Cung thật không thể là có thể trong địa giới Thanh Châu khai tông lập phái, công pháp cực kỳ kỳ lạ, đến cả thiếu nữ phụ việc này cũng có tu vi bậc này được. Tuổi nàng so với Kiều Kiều cũng không lớn hơn là bao, tu vi lại đã đạt tới cố nguyên kỳ, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thật sự ta không thể cứ mãi giống như trước được, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng như vậy được nữa rồi. Thiếu nữ cười ngọt ngào lên tiếng: Các vị có thấy động tâm với vu binh nào không? Diệp Húc lắc đầu, hắn cười: Tiểu Ngọc Tí, những thứ như vu binh chúng ta còn chưa để vào mắt đâu, xin hỏi tụ bảo trai còn có vu bảo gì khác nữa không nào? Thiếu nữ dường như cũng biết sẽ có kết quả này, liền đi về phía một gian phòng khác, nàng cười nói: Nơi này là lò đan thất, nếu các vị muốn luyện đan có thể chọn lấy một lô đỉnh tốt, lô đỉnh ở chỗ chúng ta kiểu dáng lớn nhỏ đều có cả, đều là dùng tinh đồng tốt nhất để rèn ra, cho dù đặt ở miệng núi lửa cũng không bị tan chảy đâu. Diệp Húc nhìn lại chỉ thấy bên trong đặt từng cái lò luyện đan, có rất nhiều loại lò, rất nhiều đỉnh, cũng có vài tên vu sĩ đang chọn lựa. Hắn đối với lò đan tốt xấu đốt rất đặc cắn mai, nhưng trong ngũ độc kinh lại có ghi lại vài loại đan phương cực kỳ kỳ lạ, đều là hóa thú đan. Trong lòng thoáng động, hắn nói: Làm nhà giàu mới nổi cũng tốt, Tiểu Ngọc Tí, lò đan nào đắt tiền nhất đây? Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt một cái đại đồng đỉnh, nàng cười nói: Chính là Uyên Ương Long Phượng đỉnh này, trong tài liệu của cái đỉnh này có tăng thêm một lượng huyền đồng vạn năm, chọn dùng chính là phong hỏa lưỡng trận. Nàng còn chưa giới thiệu xong, Diệp Húc vung tay áo một cái, đem cái đại đỉnh này cất vào trong ngọc lầu, quả quyết rồi nói: Ta muốn nó. Thiếu nữ hoan hô một tiếng, thế nhưng lập tức lại có chút ảm đạm, thầm nghĩ:
Uyên Ương Long Phượng Đỉnh tuy là quý báu, thế nhưng còn chưa đủ để đổi được một viên Đông Hải Giao Nhân Châu. Một lão giả xem đỉnh ở bên cạnh thấy Diệp Húc tài đại khí thô, chỉ mua đắt tiền nhất, không mua tốt nhất, còn mắt cũng không nháy, liền đem Uyên Ương Long Phượng Đỉnh mua xuống, lắc đầu mà nói: "Ai, quá ngu ngốc mà." Chu Thế Văn cười hăng hắc: "Thiếu Bảo, ngươi học xong thuật luyện đan, chúng ta sẽ có lộc ăn rồi. Lão tử muốn đem ngươi luyện chế thành đan dược, thành đường đậu để mà ăn, quả thực là bổ đến không thể bổ hơn rồi." Lão giả kia nghe vậy lại lắc đầu: "Hai kẻ quá mức ngu ngốc." Công Dương Giảm vội vàng thấp giọng nói: "Vị lão tiên sinh này là khách khanh đan sư của Lương Vương Phú, tên là Âu Dương Tĩnh." "Ồ, Âu Dương lão tiên sinh, Uyên Ương Long Phượng Đan này có vấn đề gì hay sao?" Diệp Phúc hỏi. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu lướt hắn một cái rồi lắc đầu nói: "Chức đỉnh ngược lại là không có vấn đề gì cả, dùng đều là tài liệu thượng thừa, trong đó xác thực cũng có một lượng huyền đồng vạn năm. Chiếc đỉnh này màu đỏ sẫm, ngưng trọng, nhìn qua liền biết chủ nhân cũ của nó tu vi đã đạt đến tam đan cảnh, đan đỉnh kỳ. Căn bản không có định dùng nó để luyện đan, mà là muốn bồi dưỡng thành nguyên đan lô đỉnh. Bởi vậy, nó vốn chính là một kiện vu báo." Lão thở dài một tiếng rồi nói: "Đáng tiếc, chủ nhân trước của nó do ngưng luyện, nguyên đan thất bại, nguyên khí bạo tạc và chết đi. Vu bảo này cũng bị nguyên khí nổ mạnh, chấn động, khiến cho linh tính hoàn toàn biến mất rồi, biến thành một phế đỉnh, chỉ có thể coi là vu binh. Càng thêm mấu chốt chính là vì trong nó có bỏ thêm một lượng huyền đồng vạn năm, dùng tu vi của ngươi muốn thúc giục nó căn bản là người si nói mộng. Mặc dù ngươi tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ, ngưng tụ chân hóa, cũng chỉ đun nóng được đáy đỉnh mà thôi, còn muốn mơ mộng luyện ra đan dược gì chứ? Ngươi không phải là quá ngu ngốc, vậy thì là cái gì?" Lai lịch cụ thể của cái đỉnh này ngay đến cả thiếu nữ kia cũng không rõ ràng cho lắm, mà Âu Dương Tĩnh lại có thể thông qua quan sát đem lai lịch của đỉnh này nói ra rõ ràng rành mạch, quả nhiên là kiến thức kinh người. Còn về phần vì sao nói Chu Thế Văn là quá ngu ngốc, Âu Dương Tĩnh đến cả giải thích cũng lời không muốn. Diệp Húc trong lòng thoáng động, hắn đã từng đứng từ xa nhìn ra chủ Loan gia, Loan Thiên Hà ra tay. Tu vi của Loan Thiên Hà chính là tam đan cảnh, đan đỉnh kỳ, luyện ra một cái lô đỉnh, uy lực cực kỳ khủng bố. Chẳng những thu phục được vô pháp khủng bố cỡ Vũ Xà Quy Hóa Đại Pháp, mà hơn nữa đến cả Ưng Thiên Sinh cũng xém nữa bị hút vào trong đỉnh. Không nghĩ tới Uyên Ương Long Phượng Đỉnh này mà hắn tiện tay mua về lại chính là lô đỉnh do một vị vũ sĩ đan đỉnh kỳ dùng để ngưng luyện nguyên đan. Uyên Ương Long Phượng Đỉnh tuy đã bị hư hao không thể luyện đan được, nhưng Diệp Húc vẫn quyết định mua nó về. Lô đỉnh do vũ sĩ đan đỉnh kỳ tế luyện, mặc dù bị đánh trở lại nguyên hình, phẩm giai hạ thấp thành vũ binh thì vẫn không thu như bình thường được, giá trị vượt xa lò luyện đan bình thường. Nếu là có thể khôi phục được tướng mạo sẵn có, nó sẽ lập tức trở thành một kiện vu bảo, vô cùng là vu bảo. Diệp Húc tỏ ý cảm ơn Âu Dương Tĩnh, lão già kia cũng không hoàn lễ, đi thẳng về phía một căn phòng khác rồi lắc đầu nói: "Kẻ thô bỉ cũng muốn luyện đan sao, thật sự là hồ đồ." Lão già hỏa này đầu ở dưới mắt, mắt cao hơn đỉnh, nói chuyện có chịu như vậy sao? Chu Thế Văn tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ rồi lên tiếng: "Tiểu Ngọc Tỷ, vì sao không ném lão ta ra ngoài luôn đi cho rồi?" Cô gái kia cười nói: "Âu Dương tiên sinh dù sao cũng là khách khanh của Lương Vương Phú, tốt xấu cũng phải giữ thể diện cho Lương Vương Phú. Chẳng qua nếu như ngươi kiên trì ném lão ra bên ngoài cũng không phải là không thể." Âu Dương Tĩnh nghe nói như thế thì bước cụt chân một cái, lảo đảo suýt nữa té ngã, cuống quýt đi xuống lầu, thầm nghĩ: "Mấy tên ngu ngốc này có địa vị gì chứ, mặt mũi lớn như vậy sao, đến cả thể diện của Lương Vương cũng dám gọt đi sao?" Diệp Húc lại tiện tay chọn một cái đan đỉnh, dạo hết mấy căn phòng trên lầu 2 của tụ bảo trai xong, cũng không có thứ gì khiến hắn thấy động tâm. Mà lầu 3 thì là nơi đặt vu bảo. Hắn đối với vu bảo không có bao nhiêu hứng thú, mà hai người Chu Thế Văn cùng Phương Thần trên người đều có vu bảo, hứng thú cũng chẳng có bao nhiêu. Thiếu nữ thấy bọn họ chỉ mua 2 cái đan đỉnh, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Giá trị của 2 cái đỉnh này so với Đông Hải Giao Nhân Châu thì vẫn còn kém hơn, e là không có cách nào mà hoàn thành được nhiệm vụ Miêu Di ra phó rồi. Lại nói, tụ bảo trai có thể ở Thanh Châu lập được danh đầu lớn như vậy, không bị các cửa hàng khác hợp tác ép sập, dựa vào chính là không lừa gạt bất cứ ai, bất kể già trẻ trai gái. Bởi vậy, nàng không hề nghĩ đến chuyện báo một cái giá giả để lừa Đông Hải Giao Nhân Châu vào tay. Diệp Phúc đi xuống lầu, thiếu nữ vội vàng đi đến trước mặt trung niên phụ nhân, thấp giọng nói 2 câu. Phụ nhân kia vẻ mặt ngượng nghịu, răn dạy nàng vài câu, thiếu nữ cúi đầu rơi lệ, nghẹn ngào không nói. Diệp Phúc cười lên tiếng: "Trường quầy, các ngươi ở đây có tinh thần nguyên tử tinh thạch không? Nếu có thì chúng ta vẫn có thể tiến hành mua bán tiếp được." Phụ nhân kia nhãn tình sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia, nữ hài vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói:
chưa từng nghe nói qua. Diệp Phúc trong lòng có chút thất vọng. Tinh thần nguyên tử tinh thạch là vật bắt buộc cần phải chuẩn bị để tu luyện tinh đấu vi trần trận pháp trong tiểu chu thiên tinh đấu vi trần. Chỉ có tìm được loại khoáng vật này mới có thể bài bố được tinh đấu vi trận trấn pháp. Hắn cùng với Chu Thế Văn, Phương Thần thương nghị một lát, cười nói: nếu như tụi bỏ trai các ngươi có thể có được đại lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch, tiểu đệ ngược lại có thể làm một số cuộc buôn bán lớn với các ngươi. Ba sư huynh đệ chúng ta tổng cộng có một bộ 23 viên Đông Hải Giao Nhân Châu. Bọn họ ở trong ngũ độc động phủ tổng cộng lấy được 24 viên Giao Nhân Châu, bất quá đã đưa cho Tô Kiều Kiều một viên, bởi vậy Diệp Húc mới khai láo mất đi một viên. Một bộ đầy đủ 23 viên sao? Phụ nhân kia vừa mừng vừa sợ, cười nói: nếu như có thể có được những viên minh châu này thì đại hội vạn pháp yêu vương lần sau danh tiếng của Bách Khoa Cung chúng ta liền lập tức vang rền, làm cho bảy tiểu tiện nhân của Lạc Giả Sơn phải hâm mộ đến mức trong mắt cũng muốn lọt ra ngoài rồi. Thiếu nữ giờ khóc giờ cười mà nói: chuyện khoe khoang để nói sau đi, chúng ta còn có thể đặt ở trên Lao Sơn, đem Bách Khoa Cung chúng ta kiến tạo hệt như Long Cung, khiến những tiểu tiện nhân kia ghen ghét muốn chết kìa. Khoản đại sinh ý này ta không cách nào làm chủ được, ta lập tức hồi cung xin chỉ thị của cung chủ. Các vị sư đệ mấy ngày tới sẽ không rời khỏi Thanh Châu chứ? Diệp Húc cười nói: mấy sư huynh đệ chúng ta lần này đến đây là để mừng thọ Lương Vương, mấy ngày tiếp theo ở đây đều tại Thanh Châu này cả. Nếu như sự tình làm thỏa đáng, cho chúng ta biết một tiếng là được. Dứt lời, cùng bọn người Phương Thần đi ra khỏi tụ bảo trai. Diệp Húc mới vừa đi ra khỏi cửa tụ bảo trai liền gặp một tên thị vệ cuống quýt nói: các vị chính là cao hiền của ngũ độc giáo sao? Thế tử nhà ta đã đặt tiệc rượu tẩy trần cho ba vị tại Kinh Giang Lâu, kính xin ba vị có thể nể mặt đến dự. Diệp Húc cùng Chu Thế Văn, Phương Thần liếc nhau, cười nói: vị huynh đệ này thỉnh phía trước dẫn đường cho. Thị vệ kia vội vàng lên tiếng: không dám, không dám. Dứt lời, liền theo hướng Kinh Giang Lâu mà cất bước. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.